Xin chào tất cả mọi người, hôm nay Hạt Điều Phước Thịnh lại chia sẻ cho mọi người về giá cả hạt điều khô hiện tại 2023. Thời điểm này là cuối tháng 7 âm lịch, cũng như là nhằm ngày 10 tới ngày 11 tháng 9 2023. Hôm nay là Hạt Điều Phước Thịnh cung cấp cho mọi người cái giá cả hôm nay của điều khô. Điều khô mà giá hiện tại đang nhích dần lên, điều Việt Nam Bình Phước cũng như các tỉnh Đông Nam Bộ hay là Tây Nguyên, mình cập nhật giá là hạt điều khô 180-200 hạt thì nhích dần giá lên 30-31 ngàn tùy theo thu hồi. Thì cái giá cả nó phụ thuộc vào cái chất lượng đi đôi với cái size hạt khi mà cắt thu hồi. Cái này thì mọi người có thể chú ý là các cái size hạt điều mà mình đang quay ở đây thì là những cái bao hàng đã được phân size ra, bao gồm ACO, A, A2, B. Thì những cái bao hàng này là đã được hai anh công nhân đã phân tách size ra sẵn hết trơn rồi, để tới lúc mà chế biến thì nó ra theo quy chuẩn của hạt, nó dễ chọn lựa hơn khi mà sản xuất. Đó, bây giờ là gần như là làm công nghiệp hóa hết trơn, cả một cái xưởng điều khô lớn này chỉ cần có hai anh em làm thôi, chứ không cần nhiều như hồi xưa. Hồi xưa dao động là khoảng 10-15 người, nhưng hiện tại bây giờ chỉ còn hai người thôi, một người rạch bao ra rồi bắt đầu là đưa máy xúc gom lại. Đây là cái khi là đó, là mọi người có thể chú ý là xem là anh đó là bắt đầu là khui những cái bao bố điều ra. Thì đây là hạt điều nước ngoài, còn hạt điều Việt Nam thì giá đang nhích rất là cao. Hạt điều Việt Nam mà size hạt 140-150 hạt dao động từ 38-39 ngàn, size mà 135 hạt dao động khoảng 40-41 ngàn tùy theo đơn vị mua nha. Cái này là Hạt Điều Phước Thịnh cũng chia sẻ với mọi người là những đơn vị mua khác nhau thì phụ thuộc vào giá cả và chất lượng khác nhau. Thì mình cũng chia sẻ thêm là khi mà mọi người bán thì tìm đơn vị uy tín, và luôn mong muốn mọi người là bán là phải là tiền liền mới bán, và không cho thiếu nợ trong thời kỳ kinh tế như thế này. Thì đây là cái điều mà Hạt Điều Phước Thịnh chia sẻ cho mọi người. Hạt điều bắt đầu có xu thế là lên giá đối với hạt điều khô, còn nhân trắng hạt điều tươi thì vẫn đang dậm chân tại chỗ, nó chưa lên được giá cao. Thì gần như là mọi người tới thời điểm này là bắt đầu là có người muốn bán hạt điều rồi. Thì hạt điều này là hạt điều nước ngoài. Đây này mọi người thấy không, cái size hạt rất là to. Thì đóng một bao này gần như là một tấn, cứ đóng sẵn phân size ra bắt đầu là sản xuất từ từ. Thì một ngày ra khoảng trung bình khoảng 4-5 tấn nhân là trung bình của một đơn vị nha. Còn bên hợp tác xã, bên Hạt Điều Phước Thịnh thì dao động, nếu mà gom đủ hàng thì cung ứng khoảng 10-15 tấn. Đây này, những cái bao hàng này lựa ra theo size máy hết trơn rồi. Hồi xưa thì rất cực vì máy nhỏ, còn bây giờ máy to thì chỉ cần hai người, rất là tiện lợi. Đâm ra thì mọi người thấy không, bây giờ gần như là di chuyển công nghiệp hết, thì bắt đầu nó giảm tải cái sức lao động của con người đi, nhưng mà gần như là thất nghiệp rất là nhiều đó, mọi người thấy không, máy sàn ra rất là kỹ càng đó. Chỉ cần một người lấy máy xúc lật, xúc một gầu đó một tấn, bắt đầu là nó sàn ra từ 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 đó. Đó mọi người thấy không, điều rất là đẹp đó. Điều nước ngoài mà nó đẹp cỡ này thì điều Việt Nam trong nước nếu mà thử tới thời điểm này rất là đẹp. Đâm ra mình cứ thông báo luôn là giá hiện tại 180 hạt là 30-31 tùy theo thu hồi nha. Mọi người nhiều khi cứ kêu ủa sao cái hạt điều của em sai này mà sao giá anh chị mua thấp hơn, vì nó liên quan tới thu hồi. Còn cái giá mong muốn của mọi người thì bao nhiêu thì mọi người cứ liên hệ với người bán. Tại vì sao, cái sai hạt là đi đôi với cái chất lượng nha, chất lượng và cái khi mà cắt thu hồi ra bao nhiêu thì mới tính theo giá. 30-31 ngàn đó. A2 nè, đây là bên mình phân size ra hết trơn rồi, khi tới lúc chế biến thì chỉ cần đưa xe hoặc băng tải vô là đưa đi
bắt đầu hấp sấy rất là nhanh đó mọi người thấy không, đây ra nhìn đều là mọi người biết rồi đó, cả một cái kho xưởng lớn khoảng 1000 mét vuông này chỉ có 2 người làm thôi. Đâm ra thì bây giờ anh chị nào mà muốn bán hạt điều ở thời điểm này thì giá bắt đầu nhỉnh lên, còn mọi người mà muốn đợi thì để mà bán hạt điều á mà được giá cao hơn nữa thì nhằm tháng 10 tháng 11, lúc đó là hạt điều chuẩn bị vô vụ Tết sang muối. Đâm ra thì hôm nay hạt điều Phúc Thịnh cập nhật cái giá chính xác cho mọi người là 30 với 31 là size 180 hạt. Còn size 140 hạt, 135, 140 dao động từ 38, 39, 40, 41 nha, tùy theo thu hồi. Đấy là Aco cao sản. Đâm ra mọi người cần có những cái câu hỏi gì đặt ra về hạt điều có thể liên hệ hạt điều Phúc Thịnh, mình sẽ chia sẻ cho mọi người. Chúc mọi người xem một cái video vui vẻ, đăng ký kênh Hạt điều Phúc Thịnh. Có những cái câu hỏi gì cần đặt ra thì có thể liên hệ hạt điều Phúc Thịnh, mình sẽ chia sẻ cho mọi người. Chúc mọi người xem video vui vẻ.